Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chuyên trang số này, mời quý vị khán giả đến với trang truyền hình thành phố Huế. Trước hết như thường lệ là phần điểm các nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Huế tập trung thực hiện các dự án chỉnh trang hạ tầng du lịch phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách và người dân. Các trường học trên địa bàn thành phố Huế nỗ lực đổi mới sáng tạo phương pháp dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, để giúp học sinh hứng thú với môn học này. Thưa quý vị và các bạn, với định hướng kích cầu du lịch để thu hút du khách, trong đó chủ trọng phát triển các dịch vụ du lịch, thành phố Huế đang tập trung thực hiện các dự án chỉnh trang hạ tầng phục vụ du lịch, phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách và người dân. Là một hộ kinh doanh lâu năm tại khu vực bến xe Nguyễn Hoàng, chị Trần Thị Mỹ Lan cùng nhiều tiểu thương tại đây cảm thấy khá hào hứng và mong chờ khi thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng bến xe Nguyễn Hoàng được triển khai. Hiện bến xe Nguyễn Hoàng có sức chứa tối đa 70 chiếc ô tô lớn nhỏ, trong khi số lượng xe ra vào bến cao hơn rất nhiều. Trong tình trạng quá tải, nhiều xe buộc phải đậu đỗ ở bên ngoài đường Lê Duẩn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Vì vậy, việc mở rộng bến xe không chỉ phục vụ nhu cầu đậu đỗ xe du lịch mà còn đáp ứng mong mỏi của người dân. Mình hy vọng tới đây thành phố chỉnh trang là phát triển kinh doanh tối đa tốt đẹp hơn. Bến xe Nguyễn Hoàng được cải trang và đầu tư lại thì bà con nhân dân rất là phấn khởi, bởi vì là đầu tư lại thì khách sẽ thu hút được nhiều khách du lịch đến với Huế. Và nếu khi mà thu hút khách du lịch đến với Huế thì bà con dân ở đây là về kinh doanh buôn bán rồi là phát triển, cho nên là bà con chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Được xây dựng từ trước năm 2012, bến xe Nguyễn Hoàng là nơi đổ xe du lịch tham quan Đà Nội Huế. Đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, trong khi lượng khách du lịch đến Huế ngày một tăng lên. Theo đó, dự án mở rộng bến xe Nguyễn Hoàng được thực hiện trên diện tích khoảng 8.150 m². Dự án sẽ mở rộng bến xe về phía bên kia của đường Kiệt Dân Sinh, rộng khoảng 2,5 m, tiếp giáp bến xe, thu hồi khoảng 2.175 m². Tổng mức đầu tư dự kiến gần 34 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách tỉnh, hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện trong vòng 3 năm. Đây là dự án góp phần chỉnh trang, tạo mỹ quan cho khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, đảm bảo lưu thông thông suốt cho các xe du lịch khi đến với Đà Nội Huế. Sau khi mà thành phố mà chỉnh trang ở các nơi này thì phường sẽ là rất là khang trang và sạch đẹp, và hiện nay là việc các người bà con mà đến về Huế cùng tham quan Đại Nội cũng như các di tích trên địa bàn cũng như chợ Ba thì báo cáo thì hiện nay là thì sau khi mà chỉnh trang đó thì làm cho bộ mặt của phường ngày càng đẹp hơn. Thêm một dự án được thành phố Huế phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2022 là dự án nhà vệ sinh công cộng kết hợp quầy thông tin tại khu vực đường Ông Ích Khiêm. Hiện nay các khu vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố đang được quan tâm đầu tư nhằm tạo cảnh quan cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và du khách khi đến tham quan di sản Huế. Khu nhà vệ sinh bằng gỗ, diện tích 27 m², có hình dạng như một quầy lưu niệm này sẽ là nơi tuyên truyền, giới thiệu thông tin các danh lam thắng cảnh của Huế tới người dân và du khách gần xa, góp phần quảng bá cho du lịch Huế. Hệ thống vệ sinh càng thay đổi thì bộ mặt đô thị càng tích cực, cho càng nhiều thì điểm thì càng tốt, bởi vì thành phố Huế là một thành phố là địa điểm trung tâm của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Lượng khách mà nhất là trong tất cả các ngày lễ Tết rất đông, các khu vệ sinh đó càng làm càng nhiều thì mới đáp ứng được là nhu cầu là của du khách đến với thành phố Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Du khách là giờ chứ là họ thuộc diện là cái mức sống cao rồi, là phải xanh sạch đẹp, người ta đi đến là người ta thấy có những cái đổi mới là người ta thích, đúng là phải như nữa. Mà thành phố Huế hôm nay rất là yên bình, rất là xanh sạch đẹp và phải nói là rất tuyệt vời. Hiện lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các mục tiêu phục vụ du lịch, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Thưa quý vị, không còn tình trạng đối phó hay nhàm chán vào mỗi giờ học tiếng Anh, các giáo viên của các trường học trên địa bàn thành phố Huế thời gian qua đã luôn nỗ lực đổi mới sáng tạo phương pháp dạy học ngoại ngữ để giúp học sinh hứng thú với môn học này. So với trước đây, việc dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông đã được quan tâm đầu tư và phổ biến rộng khắp ở các cấp học. Tuy nhiên, để học tốt tiếng Anh là điều không dễ dàng, đòi hỏi quá trình tích lũy và vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, cũng như chỉnh sự đổi mới trong cách dạy và học của từng đơn vị trường học.
Tiết học tiếng Anh của cô Phan Thị Ngọc Linh, trường trung học cơ sở Phạm Văn Đồng không chỉ có bảng đen phấn trắng mà còn có những hình ảnh minh họa đẹp mắt, những trò chơi đổ vui bất ngờ. Không khí học tập môn tiếng Anh diễn ra sôi nổi hào hứng. Không còn tình trạng cô đọc trò chép như trước, mà thay vào đó là các em học sinh được cùng nhau tham gia xây dựng bài, giao lưu, trao đổi và nói tiếng Anh nhiều hơn. Đặc biệt, để tạo hứng thú trong việc học tiếng Anh cho học sinh, mỗi lớp học đều được nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học như máy chiếu, tranh ảnh, hình vẽ sinh động, giúp học sinh cảm thấy thích thú và yêu thích môn học. Em thấy những tiết học của cô Linh rất là bổ ích, những trò chơi cũng như là những hoạt động mà cô đem lại cho chúng em cảm rất nhiều niềm vui và thay vì học tập trong những giờ học căng thẳng thì khi mà học tiết của cô thì tụi em được thoải mái vui chơi cũng như là rèn luyện nhiều kỹ năng về giao tiếp cũng như là kết nối với nhau qua các bài học. Em thấy tiết học của cô Linh vô cùng thú vị và rất là tốt, bổ ích cho chúng em. Thì thông qua tiết học của cô Linh thì chúng em có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh giống như là những cái phân phát âm hoặc là cấu trúc ngữ pháp mà chúng em được học. Thì nói chung là em rất là yêu thích tiết học của cô Linh. Để cho học sinh đam mê với cái bộ môn tiếng Anh thì chắc là cũng có lẽ cũng giống như những cái bộ môn khác. Đòi hỏi giáo viên cần phải có nhiều cái đổi mới và linh hoạt trong các cái phương pháp dạng dài để cho phù hợp với từng đối tượng học sinh và đối tượng của từng lớp học. Riêng bản thân mình thì luôn cố gắng để mà tìm tòi học hỏi, để tìm ra những cái phương pháp giúp cho các cái hoạt động trong cái tiết dạy của mình được lôi cuốn và hấp dẫn. Còn tại trường tiểu học Phú Hòa, tiết học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài bắt đầu bằng một bài hát tiếng Anh kết hợp với nhảy vui nhộn để dẫn dắt các em vào bài học một cách gần gũi và vui vẻ. Mỗi tiết học có một chủ đề riêng lồng ghép với các trò chơi. Toàn bộ bài giảng được truyền đạt bằng tiếng Anh, chỉ khi học sinh không hiểu sẽ được giáo viên trợ giảng hỗ trợ. Bài học của giáo viên người nước ngoài linh hoạt giúp cho lần lượt tất cả học sinh trong lớp đều được hỏi và trả lời, khiến các em phải tư duy liên tục, nhưng đều rất hào hứng và tích cực tương tác. Em học được rất là nhiều từ vựng mới và được giao lưu với cả anh chị sinh viên tiếng Anh, giúp em biết về nhiều ngôn ngữ hơn. 100% học sinh từ khối 1 cho đến khối 5 đã được học tiếng Anh. Và trong đó các em đã học số tiết vượt số tiết quy định. Cụ thể đối với khối 1, 2, các em học từ 4 đến 6 tiết. Đối với khối 3, 4, 5, các em học từ 5 đến 7 tiết. Ngoài ra, các em còn có cơ hội được học thêm 2 tiết tăng cường với giáo viên nước ngoài theo tinh thần tự nguyện. Chính vì vậy cho nên các em đã có rất là nhiều cái cơ hội để được trải nghiệm và được học tập, được luyện tập cái bộ môn tiếng Anh. Để có được những tiết học tiếng Anh gây hứng thú cho học sinh, các trường đã triển khai các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học ngoại ngữ, chú trọng rèn luyện các kỹ năng nghe nói đọc viết ngay trong từng tiết dạy môn học tiếng Anh. Các giáo viên ngoại ngữ tăng cường bài giảng, thay đổi giáo án theo hướng đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng học sinh. Qua các bài dạy, giáo viên sử dụng thiết bị điện tử như TV, máy tính, máy chiếu. Học sinh được chủ động tiếp thu kiến thức bài dạy của cô qua phim hoạt hình, tranh ảnh, video về hoạt động thực tế của nhà trường địa phương. Giáo viên đã có rất nhiều kinh nghiệm, đã tổ chức được nhiều cái hoạt động dạy học, đổi mới phương pháp, cũng giống như là ứng dụng công nghệ thông tin để tạo cho các em những cái hứng thú trong giờ học. Cho nên các em đã có được nhiều cái cơ hội để phát triển được cái kỹ năng nghe nói. Về cơ sở vật chất thì nhà trường cũng luôn quan tâm đến vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường để đáp ứng được cái yêu cầu dạy và học bộ môn ngoại ngữ theo cái đặc thù khi tổ chức các hoạt động. Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng cũng được cái sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố thí điểm là cái đơn vị cái câu lạc bộ tiếng Anh của thành phố, giao tiếp tiếng Anh của thành phố. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì hoạt động thì hiệu quả nhưng mà vẫn đang còn gặp cái khó khăn về cái khâu tài chính để tạo ra nhiều cái cơ hội nữa cho các em đi ra ngoài giao lưu và học hỏi. Thì cái nguồn kinh phí này cũng nhà trường cũng đang gặp một số khó khăn, cũng mong muốn được cái sự hỗ trợ của thành phố cũng như là cái sự quan tâm của các cấp ban ngành dành để phát triển hơn nữa cái câu lạc bộ tiếng Anh trong trường học, đặc biệt là tại trường trung học cơ sở Phạm Văn Đồng, để phát huy cái hiệu quả vốn có của nó. Trong những năm qua, phong trào học tiếng Anh và tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường dạy học và sử dụng tiếng Anh tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố được tổ chức với nhiều phương thức học khác nhau. Không chỉ nằm trong các trang sách hay gói gọn trong giờ giảng của thầy cô, tiếng Anh còn được trang trí trong các phòng học
ở từng bậc cầu thang trên những tấm bảng treo giữa sân trường đã góp phần đáng kể trong việc giúp học sinh làm quen, ghi nhớ và có thói quen nói, sử dụng tiếng Anh. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tiếp tục xây dựng các giải pháp đổi mới toàn diện công tác dạy và học ngoại ngữ theo hướng phát triển kỹ năng, phát triển năng lực ngôn ngữ, phát triển tiếng Anh cộng đồng, tạo môi trường tiếng Anh cho học sinh, giáo viên. Phóng sự vừa rồi cũng là phần cuối của chương trình Trang truyền địa phương tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.